Nhân mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa tất cả các Phật tử Cùng tất cả các bạn nghe

chưa được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay Hôm nay chúng ta sẽ trở lại nghe, nghe về Thần Khúc của Đăng Tê là một cái tác phẩm thuộc về nói về những địa ngục theo những cái thể điệu của Tây Phương. Và như bữa trước tôi có giới thiệu cái bộ thần phúc khúc này nó rất danh tiếng, nó có từ lâu. Và hôm nay chúng ta sẽ cũng như là nghe đọc sách và đồng thời chúng tôi sẽ giảng thêm những cái điều mà nó hơi khúc mắt chúng ta nghi ngờ. Và chúng ta sẽ hiểu thế nào là cái địa ngục theo cái thế điệu Tây Phương và đây là cái tầng địa ngục thứ bảy khúc thứ 11 gọi là trật tự giam giữ dưới địa ngục tội bạo hành và tội gian lặng từ mét một bờ vách dựng đứng do những tảng đá lớn xếp vòng tròn. Chúng tôi nhìn thấy bao nhiêu điều đáng sợ. Trước cảnh tượng khủng khiếp và mùi thối sập lên từ vực thẳm, chúng tôi đến núp sau một ngôi mộ. Ngôi mộ có ghi dầm chữ Nơi dâm nơi dâm giáo hoàng Anastasio mà Bô đã tái chệt đường chính thấm dừng một lát rồi hắn xuống hắn xuống cho quen dần mùi hôi thối và cũng để thêm phần cẩn trọng thầy bảo thế và tôi thưa lại ta nên tranh thủ cho khỏi phí thời gian thầy là bảo con sẽ thấy là ta đã nghĩ đến hãy nhìn kia sau những tảng đá là ba tầng ngục nhỏ và hẹp hơn những tầng cao đã qua nhưng cả ba đều chặt nít những linh hồn tội lỗi. Để con hiểu được những điều sẽ thấy, ta sẽ nói lại tại sao thế nào chúng bị buộc ở đây. Tội bắt câm là tội cuối cùng. Xúc phạm kẻ khác bằng bạo lực hay gian lặng. Gian lặng là tội riêng của con người, nên Thượng Đế càng thêm cam gác ném chúng xuống tận đáy sau và gia tăng hình phạt. Vòng thứ nhất dành cho các tội đồ bạo lực được xây dựng chia thành ba vòng ngục vì bạo lực có thể xúc phạm đến ba ngôi thượng đế, bản thân và đồng loại. Xúc phạm đến hình hài hai của cải, con có thể hiểu nhờ một suy luận giảng đơn. Người ta có thể gây trọng thương hai chế chấp xúc phạm đến người khác hoặc tài sản phá hoại đốt nhà hay cướp bóc vì vậy những hung đồ sát nhân gây thương tích cho người khác cùng bọn côn đồ trộm cắp đều bị cực hình theo từng nhóm ở vòng ngục thứ nhất con người cùng có thể xúc phạm bản thân mình xúc phạm đến tài sản của mình trong vòng ngục thứ hai họ hối hận và niềm vô vọng những ai tự xóa sổ thân mình chơi trò đỏ đen và vung tiền phung phí rồi khắp thân khi lẽ ra sẽ được hài lòng người ta cũng có thể xúc phạm đến chúa bằng sự phủ nhận hai lời nguyền rủa khinh miệt thiên nhiên và thành quả của trời chính vì vậy vòng ngục chặt hẹp nhất in dấu ấn lên bọn sodoma và ca oxa cả những ai từ trong tim khinh miệt chúa trời tội gian lặng làm thương tổn mọi lương tâm có thể gây ra cho chính kẻ tin mình hay với kẻ đối với mình không tin cậy thói tật sau này chỉ cắt dứt mọi liên hệ tình thương mà tạo quá đã sinh ra vì vậy chỗ của chúng ta ở vòng hai tù ngục chúng ta thấy ở trong này thật sự nó có cái tính kêu bằng nhân văn của cái cuộc sống mà trong cái tội phước dân gian và chúng ta thường hay nói nó rất gần gũi ví dụ cái những cái tội đồ ở ở đây đó thì nó cũng dễ hiểu ví dụ như phá hoại của cải hay là mình lấy cướp tài sản của người hoặc là mình trong đó nó có những cái hung đồ sát nhân và tạo ra những cái cực hình những cái cái đời sống mà khiến cho mọi người đều khốn khổ hoặc là ngay cả sự vung phí phung phí những tiền bạc hoặc là mình khinh thường những cái tôn giáo chẳng hạn như bởi vì cái thế điệu ở trong thần khúc này nó thuộc về cái ngôn ngữ tây phương nhiều hơn cho nên nói về chúa thì cũng như nói về cái những vị giáo chủ lãnh tụ của những tôn giáo trên địa cầu vậy đó ừ. cho nên chúng ta nghe chúng ta thấy thực sự nó có cái tính chất răng dại và cái nhân quả nhưng mà đây nó cũng có cái phần sự thật chứ cũng không phải là không phải là cái ngôn ngữ văn chương không bọn đạo đức giả, bọn phù thủy cùng quân xu nịnh, bọn dối trá trộm cắp, bọn buôn thần bán thánh, bọn ma cô cờ gian bạc lặng và mọi rách rưới cùng loài. Thói thật kia đã làm lãng quen tình yêu từ từ tự nhiên đem lại và tình yêu tiếp nối. Từ đó tạo ra lòng tin đặc biệt vì lẽ đó vòng ngục hẹp nhất là điểm trung tâm của vũ trụ nơi ngự trị của đi Tê. bọn phán bội bị chôn vùi vĩnh viễn tôi thúc lên ôi tôn sư lập luận bao sáng tỏ đã giảng giải cho con cạn kẽ cái vật thảm này và bọn tội nhân bị cầm giữ nhưng hãy nói cho con hay bọn người trong đầm lầy hôi thối đang bị gió mưa hành hạ và chịu đựng bao lời gai gắt sao họ không phải thụ hình trong đô thành lửa cháy nếu thượng đế cực kỳ căm giận họ nếu không sao họ lại bị cực hình tại sao ư người đáp sao hôm nay con lầm lạc thế khóc với tính cách thường ngày hãy hai, hai đầu óc con còn có mục đích nào khác sao con không nhớ những lời này từng được diễn giải trong sách đạo đức về ba điểm ba điều mà thượng đế không ưa, thói buông tuồng, hiểm độc và thú tính điên cuồng. và hình như thói buông tuồng xúc phạm thượng đế ít hơn nên hình phạt có phần nào giảm nhẹ. nếu con ông lại lời nói đó rồi điểm lại trong trí nhớ xem họ là ai mà đang phải chịu cực hình ngoài thành lửa. con sẽ hiểu tại sao những tên độc ác này bị tách ra nhưng tại sao vẫn bị trừng trị tuy làm thượng đế ít căm dặn hơn ôi mặt trời đã chính lại cái nhìn con bối rối khiến con hài lòng khi được giải đáp mọi nghi ngờ nhưng với con nghi ngờ cũng ngăn bằng hiểu biết xin thầy hãy trở lại một chút thầy vừa nói nghề cho vai nạn lãi xúc phạm lầm nhân từ thần thánh xin giảm cho con thắc mắc này người đáp triết học với những ai nghiên cứu đã giảng rõ không phải chỉ một lần rằng tự nhiên có được trí thức thần thánh và nghệ thuật và nếu ngươi xem kỹ sách vật lý ngươi sẽ thấy ngay trong mấy trang đầu rằng nghệ thuật của con người trong chừng mực có thể vẫn đi theo tự nhiên như đồ đệ đi theo sư phụ. Như thế nghệ thuật là con cháu của Thượng Đế, cả hai nghệ thuật và tự nhiên. Nếu con, nếu con còn nhớ ngay những câu mở đầu chương sáng thế, rằng loài người kiếm sống và tiến lên, con sẽ cho vai nhận lại theo đường khác, khinh miệt tự nhiên và nghệ thuật vì niềm Hy vọng chúng đạt ở nơi khác. Nhưng bây giờ, hãy theo ta. Ta muốn lên đường. Tròm ngư tinh đã lấp lánh ở chăng trời. Và tròm đại hùng tinh Tải theo luồng gió Tây Bắc Và xa xa vách đá hạ thấp dần. Khúc thứ 12 Tầng địa ngục thứ bảy, Con quái vật Minot dầm sông máu và những kẻ bạo hành. Con nhân mã Nexo dẫn đường cho đăng tê và Dante. Đường đi xuống một bờ dốc đứng có con quái vật đứng cạnh, khiến mọi ánh mắt đều nhìn sang hướng khác. Đó là do tai nạn lỡ đất năm xưa từ sườn núi Toronto giáng xuống Asi. IDC vì đống đất hai vị núi non thiếu điểm tựa. Từ đỉnh núi đắp đá đổ ầm ầm, tất cả ập xuống cánh đồng, tạo nên đường dốc từ trên cao đi xuống. Đó là đường dốc dẫn xuống vực thẳm. Trên đường sườn núi đá sụp đổ, phơi bài nỗi ô nhục ở uh, Karate. Nó được thay ngán trong tượng con bò. Hoặc thấy chúng tôi nó tự kén xe mình Bị kích động bởi lòng cam giận Nhà thông thái của tôi liền quát Có lẽ mày làm người này là quận công a a T N e. Đã tặng mày cái chết trên trần thế Hãy cút đi đồ xuất sinh Người này đến đây đâu phải do chị mày chỉ dẫn Mà đến chỉ để xem những hình phạt của chúng bay như con bò đực bị tử thương Giật đứt tung dây buộc không còn đi được mà chỉ nhảy điên cuồng tôi thấy minotoro lầm lên đúng lúc đó thầy tôi quát lớn hãy chạy qua lỗ hỏng nó đang phát cuồng chớ bỏ lại thời cơ thế là chúng tôi đi xuống đất đá tạo lạo sợ dưới chân do tác động của sức nạn bất thường. Thấy tôi nạn chịu và trầm tư, thầy hỏi, chắc con đang nghĩ về đường đất lở và con quái vật mà ta vừa dẹp biên cơn điên của nó. Nhưng ta muốn con hay, lần trước khi ta xuống địa ngục này thì làng đá đó vẫn chưa sụp đổ. Nhưng nếu ta không làm thì không lâu, trước khi Ngài hạ cố xuống đây Ừ, tước của đi Máy máy mồi to ở tầng thứ nhất khắp bốn phía của vực sâu thâm thẳm chuyển động cực kỳ dữ dội đến nỗi ta làm tưởng vũ trụ xúc động vì tình yêu nên quay trở lại thờ hầm quan thế giới đôi khi vẫn thành hỗn loạn chính lúc đó làng đá cổ này ở đây và xa hơn sụp đổ nhưng con hãy nhìn xuống dưới đã tới gần dầm sông máu đang sôi. Nơi đây luộc những kẻ hại người bằng bạo lực. Ôi, thôi, thói hám của mù quán và cơn giận điên cuồng kích động chúng ta trong cuộc đời ngán ngủi. Để rồi bị chìm đắm trong vĩnh cửu khốn cùng, trong vĩnh viễn khốn cùng. Tôi thấy một vật lớn hình vòng cung, Chiếm trọn một cánh đồng rộng, Đúng như thầy hộ tống tôi đã nói, Giữa dòng sông và vách đá, Bọn quỷ sứ nửa người nửa ngựa, Nối nhau đi. Lâm lâm cung tên như thợ sang trên trần thế, Vừa thấy chúng tôi, Chúng liền dừng lại, Ba đứa tách ngay khỏi hăng, Và cung tên chuẩn bị sẵn sàng một đứa gầm lên ba chịu cực hình gì hở hai tay đang từ dốc đi xuống trả lời ngay nếu không tao bám. thầy tôi đáp câu trả lời khi tới gần chúng ta sẽ nói với kia rong con người sao vẫn bị thoái vũ phu sai khiến rồi quay lại tôi thầy khẽ bảo đó là nét tô đã chết vì vì nàng Debasina kiều diễm nhưng cuối cùng cùng trả được thù cũng trả được thù kẻ đứng giữa mắt nhìn xuống ngực là kia rong vĩ đại đã nuôi dưỡng akite còn đứa kia là bolo luôn điên cuồng giận dữ chúng đi hàng nghìn hàng nghìn quanh bờ vực dùng tên bán hạ những hồn định ngoi lên khỏi xâm máu khi chưa đền xong tội lỗi chúng tôi tiến đến gần đám quái vật tinh nhanh kia râm lấy một mũi tên và dùng đuôi tên Vật râu sang hai bên mép khi đã lộ ra cái mầm rộng quát nó rỉ tai đồng nghiệp chúng bay có nhận thấy không cái gã đi sau có thể làm động đậy mọi thứ vậy không phải là bước chân của người đã chết thầy hướng đạo của tôi đã đến bên cạnh. Con quái vật nửa người nửa ngựa. Thầy nói, đúng là anh ta còn sống và chỉ anh ta thôi. Nên tôi phải dẫn anh đi thăm thung lũng thảm sầu. Anh ta đến vì cần thiết chứ không phải vì thích thú. Một vị đã phải bỏ dở bài thánh ca quan hỷ. Đến giao cho tôi sứ mệnh này anh ta không phải là kẻ cướp Còn tôi không phải dân trộm cắp Chính bậc đức hạnh đó đã khiến tôi cắt bước qua đường đi quá đổi hiểm nghèo Hãy cho người của ngươi dẫn chúng tôi đi Chỉ cho tôi chỗ nào năm có thể lội qua Và dùng lưng cảm dùm anh bạn này Anh không phải âm hồn nên không đi được trên không. Kiram quay sang phải và bảo nát xô. Ngươi quay lại và dẫn họ đi. Gặp toán canh nào thì báo tránh ra. Chúng tôi lại lên đường với kẻ tháp tùng tin cậy. Đi dọc bờ sông sụt sôi máu đổ. Từ đó vang lên tiếng kêu của bọn người bị luộc. Tôi thấy những kẻ ngập sau tặng mắt. Ừ. Quỷ nhân áo đỏ bảo tôi đây là loại bảo chúa đã cướp máu và của cải người khác. Chúng ta thấy cái cái nghĩa trong những cái văn khúc này á, nó diễn tả giống như là một cái nhân quả trong cuộc đời. Trong cái cuộc đời tham lam trộm cắp, giặc giành và ác độc mà trong đó từ nghĩa là những người dân đen cho đến đức giáo hoàng hay là những vị vua chúa đều cuối cùng đều bị sai xuống địa ngục và cái địa ngục này nó cũng rất gần với cái cuộc sống mà chúng ta có thể hiểu biết được nó diễn tả con người sự sống và những cái cảnh máu me, lầy lội hoặc là đen tối hoặc những cái gì đó mà mọi người gần như chúng ta có kinh nghiệm có thể hiểu được nó gần gần như những cuộc sống nghĩa là tưởng tượng hoặc là một cái cái khúc quanh nào trong cái cuộc đời khó khăn của loài người của chúng ta cho nên cái người tây phương thực sự là người ta rất là thực thực, thực tế cho nên diễn tả hay là địa ngục gì đó thì người ta cũng nói nó gần gũi ừ. cho nên đây là một cái, cái 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 thần khúc mà chúng ta để chúng ta biết về những cái cái tinh thần đọa lạc và những con người sống như thế nào đó rồi nó, nó trả lại những cái nhân quả ở trong cái sự tối tâm của những cái cuộc đời mà nó ở cái, cái người trên mặt đất chưa từng biết và cái cuộc sống đó nó giống như là một cái thế giới âm thầm ở dưới lòng đất thật sự thì nó không quá ghê khủng khiếp hơn là những cái 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 địa ngục mà ở trong kinh Phật như là kinh Địa Tạng này kia nói mà cái địa ngục ở đây nó nó gần gần giống như cuộc sống mà nó quá khổ đau nghĩa là nó nó quá ở trong cái sự tâm tối và không bao giờ nghĩa là thấy được cái bình thường của cái xã hội hoặc là mặt trời của đời sống nhân dân nữa thì chúng ta ý thức thì chúng ta thấy cái cảnh mà diễn tả địa ngục đó như thế nào kia râm quay sang phải và bảo nát xô. Ngươi quay lại và dẫn họ đi. Gặp toán canh nào thì bảo tránh ra. Chúng tôi lại lên đường với kẻ thấp tùng tiên cậy. Đi dọc bờ sông sụt sôi máu đỏ. Từ đó vang lên tiếng kêu của bọn người bị luộc. Tôi thấy nhìn kẻ sắp ngập sâu tặng mắt. Nhìn kẻ ngập sâu tặng mắt. Quỷ nhân bảo tôi, đây là bọn bảo chúa đã cướp máu và của cải người khác đó. Đây là nơi chúng khóc than những tội ác bất nhân. Kìa Alessandro và Dionisio Hung dữ đã nhấn chìm Silia nhiều năm dài đau khổ và cái tráng có bộ tóc đang kịch là Adolino còn đứa tóc không chính là bô biso sứ eti trên trần thế tên này bị đứa con riêng giết chết tôi quay sang nhà thơ nhưng người bảo kẻ này người hướng dẫn thứ nhất còn ta thứ hai đi một quãng nữa xa hơn con nhân mã dừng lại trước một đám tội đồ hình như đang muốn thoát ra khỏi dòng máu sôi ngập sâu tới gói tới cổ hắn chỉ một âm hùng đứng riêng một xó kẻ này trước bằng thờ chúa đã đâm thủng trái tim đến nay còn được thờ trên sông tamisi tôi thấy nhiều kẻ nhô đầu hoặc nhô nửa thân khỏi dầm suối đỏ trong số đó tôi nhận ra nhiều người dầm sông máu càng lâu càng cạn rồi chỉ còn lấp lánh bằng chân đó là nơi chúng tôi vượt qua vực thảm. Con nhân mã nói khi thấy ở mé này dòng sông máu cạn dần thì người phải hiểu rằng ở mé kia dòng sông sẽ dần dần thêm mãi. Cho đến khi tiếp nối với nơi mà sự bảo tàng đang rên rỉ, đó là nơi công lý thần thánh xử phạt. Ác-di-la ừ. kẻ đã gặp tai ương trên trái đất rồi biro cùng với xét tito công lý liên tục làm tuôn nước mát bằng lửa đốt của Genie sứ cấp neto và Genie dòng họ bắc xô đã gây bao chiến tranh trên các nẻo đường nói xong nét xô quay lại và vượt qua suối đỏ Khúc thứ tám, tầng địa ngục thứ bảy, ngục thứ hai. Những người tự sát bị biến thành cây, số phận của Bi-ren-xe. Nát xô chưa sang đến bờ bên kia. Nát xô chưa sang đến bờ bên kia thì chúng tôi đã vào một khu rừng. Chưa từng có dấu vết của lối mòn đi lại. Lá cây không xanh mà một màu xám xịt. Cảnh không thẳng mà vang vẹo xù xì quả không có mà chỉ toàn gai đập thú rừng xa lánh cả những vùng trầm tỉa từ sông sesina đến tận cấp neto không rừng nào rậm rạp và dữ dằn như thế đây là nơi toàn áp chiến api áp làm tổ đã đuổi dân teronia chạy khỏi thành Itofadie vì rời báo vì lời báo trước về một tương lai thê thảm, chúng có cánh cánh chim nhưng nhưng cổ và mặt người, chân có vuốt cong, bụng lớn đầy lông lá và rèn rỉ trên những cành cây kỳ lạ. thầy tôi bảo trước khi tiến vào sâu hơn, con nên ghi nhớ con đang ở ngục thứ hai và vẫn ở đó cho tới khi đi vào bãi cát rùng rợn. Hãy nhìn cho kỹ và con sẽ thấy bao sự việc có thể xóa hết lòng tin vào những điểm ta nói. Khắp nơi nghe tiếng người than khóc, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Quá sững sốt tôi gọi dừng chăng tôi đoán chừng thầy tôi đã nghĩ tôi tin rằng lời than khóc là của những người đang ẩn nấp ở đâu đó sao cóp lùm cây nên thầy nên thầy bảo nếu con bẻ vài cành của một cây nào đó thì thác mát của con sẽ lập tức sáng tỏ tôi bàn dơ tay ra phía trước bẻ một cành của cây ngải gần bên cây bỗng kêu lên sau là thành hành ta như thế từ chỗ cành gãi máu đen túa chảy cây là bảo sao tàn hại ta như vậy hay là ngươi không còn chút nhân tình chúng ta xưa cũng là người nay là cây bàn tay ngươi nên sẽ sàn mới phải dù chúng ta đã là những linh hồn ráng rết, nhưng à, một mẫu củi tươi đã cháy một một đầu những đầu kia vẫn nghiến răng rên rỉ tiếng thoát ra ấy là nhờ có gió vậy là từ cành gãi cũng thoát ra lời nói và cả máu khiến tôi vô cùng kinh hãi buông rơi cành cây và đứng im tại chỗ bậc hiền giả của tôi lên tiếng hỡi linh hồn bị xúc phạm nếu từ đầu nó đã có thể tin những gì đọc được trong thơ ca thì với ngươi tay nó đã không chạm tới nhưng sự việc quá khó tin khiến ta cũng dính líu hành động đó làm nạn tiểu đùa hồn ta. Xin cho biết người là ai nếu có thể để sửa sai nó sẽ là sống lại ký ức về ngươi. Nơi trần thế mà nó còn có quyền trở lại. Cây đắp người đã thuyết phục được rồi, được tôi với lời lẽ dịu dàng ở trong trong những cái chuyện tích thuộc về kinh Phật Đông Phương cũng có một số cái nhân quả mà người ta sanh làm cái cây nhưng mà cây ra quả để cho người khác ăn và con người đó nó 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 đầu thai nó trở thành một cái loại cây nhưng mà giải rác thôi ý giỏi thôi thì ở ở bên cái kia cái bầu trời Tây Phương những cái nước mà thật sự nó không có những cái truyền thống như tôn giáo như Phật ở bên đây nhưng mà nó cũng nói những cái mà gần gần nó ná giống chẳng hạn như cái cây mà nó đau đớn khi mà bẻ cành hoặc là rụng lá hoặc là nó có những dầm chảy như máu ở trong cây đó và nó rên xiết như thế nào khiến tôi không thể lặng im nhưng xin chớ phiền nếu như tôi có điểm Tôi chút nào câu chuyện kể tôi là người giữ hai chìa khóa của trái tim hoàng đế federigo khóa mở lại làng một tay tôi quán xuyến bí mật của đức vua tôi gìn giữ kín ừ, cực trung thành với chức vụ vinh quang đến quanh cả ngủ và coi thường sinh lực thói đố kỵ không hề rời mắt trơ tráo dòm ngó cung điện xê ra cái chết thì chung còn tạc sáu riêng của cung đình nói chan dằng ngọn lửa chống tôi trong các linh hồn lửa bám dần đến cả hoàng đế tô, địa vị sướng vui biến thành tan tóc đau buồn tâm hồn tôi trong tột cùng phản quốc nghĩ rằng bằng cái chết sẽ trốn được sự khinh thường chống lại mình một người chính trực tôi đã bắt công với gốc rễ mới của phân thân phận cây cối tôi xin thề chẳng bao giờ phụ lòng tin của chúa tôi niềm vui quan niềm vinh quang xứng đáng nên một trong hai người có thể trở về dương thế xin bảo vệ giùm ký ức về tôi đang bẹp dí dưới những đòn đố kỵ chờ một lát nhà thơ liền bảo hắn đã ngừng đừng bỏ phí thời gian để hỏi thêm nếu con còn muốn biết tôi đáp mong thầy hỏi giúp những điều mà thầy nghi là con nên biết thầy nghĩ là con nên biết con không thể vì bị tình xót thương hạ gục thầy liền tiếp nếu ngư người ta hết làm đáp ứng cái điều mà người cầu khẳng thì hỡi hùng đang bị cầm tù xin hãy nói thêm vì sao hùng lại nhập được vào cây và nếu có thể cũng xin cho biết có bao giờ hùng thoát khỏi thân cây bây giờ cây thở dài một tiếng thật to rồi thì, gió đổi thành tiếng nói chỉ xin trả lời vén tét khi một linh hồn dữ dằn tách khỏi xác do chính mình mong muốn thì Minos sẽ quen xuống tầng thứ bảy xuống rừng này nhưng nào được chọn lựa rơi xuống đâu là tùy sự rủi mai do đó nảy mầm như một hạt mì nâu rồi đâm chồi và biến thành cây quan dại ác điểu ác pi đến mổ lá ăn cây đau đớn cho cây và tạo cửa cho niềm đau đớn. Chúng tôi rất muốn trở lại hình hài cũ như mọi người, nhưng chẳng còn cái gì để nhập. Thật bất công nếu lại được cái chính mình đã vứt đi, chúng tôi sẽ kéo sát tới đây. Chúng tôi bị treo trong khu rừng buồn thảm. Mỗi cái, mỗi cái trên cây của ông Hồng hung hãn đang chú ý lắng nghe lời cây nói vì nghĩ rằng cây còn nhiều điều khác nữa. Thật sự ở trong cái cái uh, những cái truyền thống mà um, về cái tích truyện ở Việt Nam cũng như là ở trong kinh Phật cũng hay nói về những cái cây mà nhưng mà thường thường họ nói là những cái cây đó có những vị thần cây hoặc là những cái cây mà lâu đời thì thường thường nó có thần hoặc là có ai ở trong đó cho nên mấy tuần trước tôi có coi có nhiều cái cây nó rất lớn lớn nó mọc ở giữa đường ở đâu đó mà người ta không dám chặt bởi vì nó tới bốn năm trăm năm gì đó nó rất lớn mà dù người ta làm đường ngay bây giờ mấy năm vừa rồi đây thì cái cây cái cây đó nó cũng còn người ta chụp ở trong mạng mà người ta cũng dám không dám không ai dám chặt cái đó. Bởi vì người ta tưởng là cái trong cái cây đó nó nó sẽ có một cái người hay thần linh gì. Đó. Nhưng mà thật sự là trong một cái cây đó hoặc là một cái gì đó có thể là nó có cái mà chúng ta gọi là cái linh hồn hoặc là một người ăn vật. Có một thời tôi hồi mà tôi mới về núi này nó cũng có nhiều cái chuyện lạ đó. Có một vùng phía dưới này Bây giờ cái chỗ đó tôi còn nhớ. Tôi đi tới đó không được, tôi đi tới đó nó có một cục đá. Cục đá nó lớn bằng cỡ một bộ vắng ngựa hay là một cái tủ to đứng vậy đó. Mà tôi đi qua không được, bởi vì tôi đi qua đó để tôi lên cái phía trên. Nhưng mà mỗi lần tôi đi đến đó nó cứ xô trở lại tôi đi nó xô lại. Cho tới ba bốn lần như vậy tự nhiên tôi cũng thấy hơi ngán, hơi hơi rúng động trong lòng và cuối cùng tôi phải đi quanh một khoảng rất xa tiểu đi qua con đá đó. Đó là cái cái kinh nghiệm của tôi nó có thật như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng ở trong đó có ma và có cái cái hồn và có cái gì trong đó và có ma quỷ trong đó. Nó rất là lạ có những chuyện lạ. Cũng như có một lúc ở trong một cái cục đá to Đó, đó có một người thấy là có một cái tay ở một cái kẹt đá bên nó đưa qua nó kéo nó nó kéo một cái cái cái, cái một người nhỏ ngủ gần bên đó nếu chuyện này nó có cái tính chất ma quái hoặc là nó nhưng mà còn hồi xưa tôi ở ở ngoài quảng ngãi lúc mà cái thành phố nó quan tàn thời kháng chiến mà trong đêm khuya hồi nghĩa là cỡ cỡ gần ba bốn giờ sáng bốn năm giờ sáng tôi đi ngang qua cái thành phố nó đổ nát hoang tàn tôi thấy những cục lửa cục lửa nó to như là một trái banh nhỏ nhỏ vậy. mà nó rực nó cháy một cách kỳ cục lắm rồi hai cục lửa đằng sau nó chạy nó tám nhau cái nó lui ra nó tám nhau nó lui ra nó có những cái quái gì những cái chuyện đó một lúc lâu á, thì tôi nhắm mắt, tôi chạy qua cái chỗ đó. Bởi lúc đó là lúc tôi còn nhỏ lắm, đó. Cho nên thật sự cái chuyện ma chuyện đồ đó thì tôi nghĩ nó cũng có một cái gì đó. À. Có, có một lần mà tôi thường nói là, là tôi thấy một người nó to như là đứng ở dưới này mà, lên cho tới cái trên cái lầu ở trên, đó. tức là nó nó cỡ là bốn thước mấy năm thước vậy đó. Đó. mà cái người đó là cái người nó nó bằng da bằng thịt chứ không không phải là ma hay gì cả nó giống như là đứng dòm sát cái mặt của tôi mà lấy cái tay giờ rờ, rờ 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 tôi và tôi, tôi 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 nằm tôi bởi vì lúc đó mình tu nó mệt quá rồi gần 4 năm giờ sáng nó, gần mà, mà sáng mình ra cái băng công ra ngoài hằng ba nằm để nghỉ ngơi thoải mái có cái gió mát ở bên một cái dòng sông à. mà cứ lấy cái tay xoa mà mình nghe yên lặng tôi nhắm mắt tôi nghe giống như một cái sự triều mến nghĩa là đụng chạm với mình vậy đó tôi mở quát lên cái trời tôi thấy một người đứng từ đây lên đi có một cái lần đó là tôi thấy nhưng mà tôi không, không quản là bởi vì cái người đó giống như nó có một cái gì thân thiết lắm lúc đó tôi, mình còn nhớ là ấn khuyết tôi bắt ăn cầm quyền nắm lại tôi đánh đúng mình đi bắt mày hùm một cái thật sự tôi thấy nó bay như chiếc lá xéo xéo qua bên này là cái dòng sông dòng sông đồng nai bên này nó có một cái rạch chạy vô thì ở chỗ đó nó cũng có một cái cốc cái người đó đi tới chỗ đó quay lại nhìn quay lại nhìn tôi với một con mắt mà nó khó hiểu cũng giống như giống như nó có một chút lưu luyến có gì đó thì thì tự nhiên nó tan 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 như mây khói nhưng mà sau đó thì tôi từ giờ tôi nghiệm lại với cái cảm giác với cái hình hài với một cái cử động đó thì tự nhiên tôi cảm giác đó là một người rất thân của tôi đã đã chết trước đây và và nó cảm giác một cách rõ ràng vậy đó nhưng mà không biết lúc đó mình tu cũng chưa có ra gì mình cứ tin tưởng thằng chú rồi này kia rồi mình thấy vậy mình quán hồn cầm mình đánh ùm um, đánh vậy đó thì tôi thấy như vậy nó cũng có linh nghiệm nhưng mà người đó là một người thiện cho nên nó không cháy cho nó, nó bay như chiếc lá vậy nó dòm một lần đó. mà lúc đó là trời nó tận tảng, tảng sáng rồi nó gần gần năm giờ sáng rồi nó ở đó dòng sông đó. đó, đó là có thật cái chỗ đó là cái góc xéo của 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 cái cù lao phố đó. hồi đó tôi ở đó, đó. <laughs> cái mà bây giờ cái cái tháng liên qua đó là hồi đó là cái nhà của, của tôi ông ông, ông mẫu thầu ông cho tôi cái nhà hai tầng tôi ở đó tôi tu mấy năm cho nên nhớ chuyện ma quái này kia đó thật sự tôi tin là nó có thể có bởi vì có những lúc mình thấy ban đêm này cái có những lúc gần ban ngày còn sáng mình thấy vậy nó cũng không không khó khăn gì nhưng mà mình không có thể nắm được, mình không có thể bắt người đó mình trói lại hoặc mình cột vào cái gì đó để mình chỉ cho người khác được, cái chuyện đó hoàn toàn mình bất lực, mình chỉ sợ người ta hoặc là ít sợ hơn một chút. cho nên cái đời sống này nó sống vô hình, nó lẫn lộn con người và có thể là ma quỷ thánh thần rồi. nhưng mà họ có thể đi ngon qua mình mình không thấy. có nhiều khi người ta có thể xuyên qua thân thể và qua những vách tường nữa cho nên cửa này mình đóng là đóng với người bình thường đó, chứ đâu có đóng với ma quỷ được nhưng mà không phải nơi nào cũng có thật sự nó cũng cũng ít giỏi và có nơi nó có nhưng mà mình không thấy và người ta cũng không có xâm phạm gì tới mình hết cả cho nên người thường ta thường thường hỏi có ma không thì tôi thấy nói là có <laughs> bởi vì mình có một vài cái kinh nghiệm như vậy cho nên biết có sự thật Vì sao hồn lại nhập được vào cây và nếu có thể xin cho tôi biết có bao giờ hồn thoát khỏi thân cây? Bây giờ cây thở dài một tiếng thật to rồi gió đổi thành tiếng nói. Chỉ xin trả lời ráng tác. Khi một linh hồn dữ dằn tách khỏi xác do chính mình mong muốn thì minot thì minot sẽ quen xuống tầng thứ thứ bảy xuống rừng này nhưng nào được chọn lựa rơi xuống đâu là tùy sự rủi rủi mai ở đó nảy mầm như một hạt mì nâu rồi đâm tròn đâm chồi trò và biến thành cây quan dại ác điểu ác bi đến mổ lá ăn cây đau đớn cho cây và tạo cửa cho niềm đau đớn chúng tôi rất muốn trở lại hình hài cũ như mọi người nhưng chẳng còn cái gì để nhập. Thật bất công nếu lại được cái chính mình đã vứt đi, chúng tôi sẽ kéo sót tới đây, chúng sẽ bị treo trong khu rừng buồn thảm. Mỗi cái trên cây của ông hồn hung hãn đang chú ý lắng nghe lời cây nói vì nghĩ rằng cây còn nhiều điều khác nữa. Bỗng sững sốt nghe tiếng động ầm ầm tưởng như đang tiếng đến phía mình con lợn rừng và cả đoàn thợ sang nghe rầm rĩ tiếng cành cây gãi và thú vật đây rồi có hai người từ sườn đồi bên trái trần truồng tơi tả đang chạy trốn rất nhanh làm gãi bao cành cây rừng núi người thứ nhất kêu cứu tôi với cứu tôi với ôi thằng chết Người thứ hai như thấy mình còn quá chậm, gào lên. lăn Tô, chăn mày đau mà nhanh như thế. Khi ở chiến trận Tô Bô, và như đã hết hơi kiệt sức, hắn lao vào cùng bụi cây kết thành một khối phía sau chúng kín cả khu rừng. Phía sau chúng kín cả khu rừng, một bầy chó đang đói khóc đuổi theo. Như thế chúng vừa tuột xích, chúng ngoạm răng vào người nắp trong bụi, xé ra từng mảnh từng mảnh rồi tha đi những tứ chi thê thảm. Người bạn đường nắm lấy tay tôi, dắt tôi đến bên cây đang thăng khắp, những vết thương đang rầm rầm chảy máu. Ôi, pa cô a ba cô vô san santo de rơ rê. Nào có ích gì đâu, anh dùng tôi làm nơi ẩn, tôi có lỗi gì với cuộc đời anh tội lỗi. Thầy tôi dừng lại trước bụi cây và hỏi: Ngươi là ai mà xâm xe cành lá, máu tuôn trào và lời than đau đớn? Cây nói: Hỡi những linh hồn mới tới, để chứng kiến nỗi đau khổ dã man đã vặt trụi của tôi bao cành lá, xin hãy chặt dầm và gom lại dưới gốc cây sầu thảm tôi là dân của đô thành vì đã đã vì thánh baptista mà đuổi đi vị chủ nhà thứ nhất với tài nghệ của mình ngài đã làm cho điên điêu đứng và nay chỉ trên cầu sông ác nô còn sót lại ít dấu tích của người thì sau đó những công dân của đô thành trên đống tro tàn ở ác -la để lại đã xây dựng một cách vô ích và tôi để biến nhà mình thành dàn treo cổ. Khúc thứ 14 Tăng địa ngục thứ bãi Ngục thứ ba sa mạc các dưới trận mưa lửa dầm sông máu nguồn gốc các sông dưới địa ngục cho nên ở trong kinh nói có những lúc nào mà mình thấy mưa mà có thể là bằng lửa hoặc là những chất độc hoặc là những vật nó kỳ lạ đó. thì những lúc đó nó có những cái cái điểm không tốt mình cũng không biết cái điểm tốt đó là gì nhưng mà ở trong dân gian người ta cũng đợi. mình thấy cua thôi nó dài dài nó bò quá chừng mưa cua bữa trước nó mưa ếch nay nó mưa cua rồi có một bữa nó mưa lửa nó đủ thứ chuyện ấy cả tôi theo dõi tôi cứ vậy đủ thứ chuyện mà nó mưa mà không biết đâu trên trời nó rớt xuống đủ thứ chuyện ấy cả Ngục thứ ba sa mạc cát dưới trận mưa lửa dầm sông máu, nguồn gốc cát sông dưới địa ngục. Xúc động vì tình đồng hương, tôi nhặt những lá rơi tản mát trả lại cho cây giờ đây im tiếng nói. Rồi chúng tôi đi tới nơi điểm phân giới vòng ngục hai với vòng 3 và thấy một cảnh tượng khủng khiếp khác để trình bày những việc lạ này xin nói rõ là chúng tôi tới một trảng cát không một cây nào mọc nổi nơi đây khu rừng đau thương như vòng hoa qua bao quanh một cái hố to buồn thảm chúng tôi dừng lại ở uh, ngay sát rìa khoảng trống là một lớp cát đầy khô cằn có lẽ không khác gì bãi cát mà xưa kia chăng cật tông đã phải xéo qua Ôi sự trừng phạt của Chúa đáng sợ biết bao Với những ai đạp được những dầm này Về những gì bày ra trước mắt tôi lúc đó Tôi thấy từng lũ âm hồn trần truồng Tất cả đều khóc lóc cực thảm thương Và hình như hình phạt khác nhau Có những người nằm dài trên mặt đất Những kẻ khóc thì ngồi thu mình lại Một số khác cứ phải đi lại liên hồi Bọn đi thành vòng tròn Đâm nhắc những kẻ nằm liệt trong đau đớn ít hơn nhưng mòm lại không ngừng than vãn theo một nhịp chậm chạp trên khắp trảng cát mưa lửa rơi những bông lửa to phầm như hoa tuyết trên núi an bê ngày lãng gió ấm giống như alexandro trong những vùng nóng nực ở ấn độ thấy rơi xuống quân mình nhưng ngọn lửa xuống tới đất vẫn còn bốc cháy. Thế là ông đã lệnh cho quân sĩ dập xuống đất từng đống lửa. Đang tách riêng thì dễ dập tác hơn. Cứ thế trận lửa nóng trút xuống bất tận. Giống như bùi nhùi đã bén lửa, cát cũng bốc cháy. Nhân đau đớn gấp đôi. Thế là không bao giờ dừng cuộc khiêu vũ của những bàn tay khốn khổ vùng vẫy chỗ nọ chỗ kia gạt khỏi thân mình những vết cháy mới lan tôi liền hỏi thưa thầy người đã thắng được mọi trở ngại ngoại trừ bọn quỷ sứ hung dữ đã ùa ra chấm lại ở cẩm thành kia là ai cái người to lớn hình như chẳng quan tâm tên lửa cháy chỉ nhắm mắt gườm gườm hung bạo Chắc đến mưa dâm cũng chẳng phá nổi Phá rối nổi anh ta Cái người đó khi nhận ra Tôi đang hỏi thầy về lão Liền quát lớn Ta sống sao chết vậy Dù cho góc ô có làm mục Làm mệt người thợ ràng của ông Và nếu cơn thịnh nộ Đã gầm lưỡi tầm sát nhọn Đã cầm lưỡi tầm sát nhọn để đâm ta trong ngày cuối cuộc đời dù cho thần còn làm mệt những người khác trong lò ràng đang lúa ở Mombi Penlo đã thét gọi mời Vulcano hãy giúp ta giúp ta hoặc như thần đã làm ở trận Bilegera dốc toàn bộ sức lực dán vào ta nhưng cũng chẳng trả thù gì được bây giờ người hướng dẫn của tôi mới mạnh mẽ lên tiếng mạnh như tôi chưa từng nghe bao giờ ôi cabaneo thói kiêu ngạo của ngươi còn bị trừng phạt nạn hơn nhưng không sự đầy sự đầy đọa nào ngoài sự điên cuồng của ngươi lại xứng với tính hung hãn của ngươi rồi quay lại phía tôi với vẻ dịu dàng người nói đây là một trăm bãi ông vua vây đã vây thành tê hê anh ta đã và bình hình như vẫn còn khinh khi đánh giá thấp chư thần nhưng như đã nói với anh ta cái thói khinh mạng ấy là đồ trang sức hợp với anh ta và bây giờ hãy theo ta và luôn chú ý hãy đặt chân vào chỗ cát đang bốc lửa đừng đặt chân vào chỗ cát đang bốc lửa hãy đi sát về phía mái rừng im lặng chúng tôi đi tới nơi một con suối nhỏ từ rừng chảy ra màu nước đỏ khiến tôi rùng mình giống như con suối chảy ra từ hồ Pulikame. để chia cho những người phạm tội con suối này chảy xuống bãi cát lầm suối và hai bờ điều lót đá cũng như hai bên lề nhờ thế tôi nhận biết đây là lối đi trong mọi điều ta đã chỉ dẫn cho con từ khi chúng ta vượt qua cửa này mà lối vào không ngang cấm bất cứ ai không cái gì trong những điều con đã thấy lại đáng chú ý hơn con suối này nó làm mọi ngọn lửa dịu cùng nó người hướng dẫn tôi nói vậy và tôi vội cầu xin người ban cho tôi bài giảng rộng hơn nhưng hiểu biết và người đã gọi đã gợi cho tôi lầm ham muốn người liền nói ngoài khơi này có một xứ điêu tàn mà người ta gọi là đảo Kerita dưới sự trị vì của một nhà vua xưa mọi người đều lương thiện ở đó có một quả núi tên là Ida Xưa kia rừng cây sông núi tốt tươi, nhưng nay không còn, chỉ còn lại quang vô Xưa xe đã chọn nơi này làm cái nôi cho con trai yêu quý của mình và để giấu kín hơn. Mỗi đứa, mỗi khi đứa bé khóc lại làm phát ra nhiều tiếng động lớn hơn. Đứng thẳng trong lòng núi là một ông già cao lớn quay lưng lại. Damita, Damita và nhìn về Roma như nhìn một tấm gương. Cái đầu tạo bằng bằng vành tinh luyện, hai cánh tay và ngực bằng bạc nguyên chất. Từ đó đến hết thân là bằng đồng. Phần dưới bằng sát chọn lập nhưng nhưng chân phải lại bằng đắp nung và ông già đứng trụ trên chân này hơn chân kia mỗi phần trừ phần bằng vàng đều có vết nứt từ đó nước mát ứa ra tụ động lại và xuyên thủng hang núi trong thủy lũng này dòng nước ấy chảy qua sỏi đá tạo thành các sông Ekeromte, Etize và phòng D ta rồi chảy xuống thấp nữa theo dòng khe hẹp xuống tới điểm mà ở đó người ta không thể xuống tạo thành đầm cô siêu đó là đầm gì người sẽ thấy nên ở đây ta không nói đến tôi bèn hỏi thầy nếu con suối này chảy đến từ thế giới chúng ta tại sao chỉ hiện ra ở bờ bên này người đáp con biết rằng địa ngục hình tròn và mặc dầu con đã làm một hành trình dài nhưng tuân theo mé trái và hướng đi xuống đây mà luôn theo mé trái và hướng đi xuống đây con vẫn chưa đi qua quanh hết một vòng do đó nếu có điều mới lạ gì xuất hiện thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên tôi lại hỏi thưa thầy sông ba lê dê tông và lê tê ở đâu một, một sông thì thầy không nói đến sông kia thầy bảo do nước mắt tuôn đầy những câu hỏi của con đều làm ta thích nhưng sự sụp sôi của dòng nước đỏ đã là lời giải đáp cho một trong hai câu hỏi đó con sẽ thấy sông lê tê nhưng ở ngoài vực này ở đó mọi âm hồn đến để rửa trái khi lỗi lầm đã được chuột đền chuột đền rồi thầy nói nay đã tới lúc phải rời khu rừng này hãy nhìn và theo đúng sao ta bờ nào không trái là đường đi trên những bờ ấy lửa đã tắt ngắm nó có một những cái sự tích hoặc là thỉnh thoảng đâu đó cũng có những cái lời kinh nói rằng cuộc sống nó có thử hai ba cái 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 giống nghĩa là cái linh hồn hay là con người sống lẫn lộn với nhau ví dụ một làng xã nào đó một cái vùng nào đó có người sống nhưng mà có những cái cái kẻ vô hình cùng sống không phải lý có khi cũng có một cái làng người vô hình họ sống trong đó hoặc là có một cái gì đó à, có thể có thể chúng ta tưởng tượng có những loại địa ngục mà nó sống chung với một cái vùng đất đai nào đó bởi vì mỗi cái cái con mắt theo cái nghiệp của chúng ta chúng ta đều thấy như cái nghiệp của mình thôi chứ mình không thể thấy khó khăn được cũng như giống như là bây giờ chúng ta thấy là những cái hiện tượng của sự vật nó như vậy với với sự hiểu biết với cái nghiệp và sự quen thuộc của mình nhưng mà trong đó một cái loài nào nó khác trong cái sự sinh hoạt của 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 loài người thì nó hoặc là nó vô hình hoặc là nó có một cái chất hình hài mà chúng ta không biết được không chạm tới được nó có thể xuyên qua tường qua vách và có thể nó sống lẫn lộn đó. nó có những trường hợp đó mà có khi hai ba cái thế giới nó sinh hoạt chung ở trong một mảnh đất hoặc là trong một cái vùng núi hoặc vùng biển đó là một cái điều nghĩa là nó có thể xảy ra khúc thứ 15. Tầng địa ngục thứ ba, ngục thứ ba, đăng tê gặp lại trò chuyện với thầy học. Peru Latino Bây giờ chúng tôi đi trên bờ vững chắc, có hơi nước bốc lên che kín, bảo vệ bờ suối khỏi toàn lửa cháy, giống như người. Uh, Bi âm mi giữa quýt sante và bờ sút gia sợ sóng dữ dâng lên phá hoại đã xây tường thành ngang biển cả đã xây tường thành ngang biển cả cũng giống dân Đoan ở dọc sông bờ Rinh Ta, bảo vệ để bảo vệ thành phố và các pháo đài trước khi nóng ập xuống carentana các bờ suối ở đây cũng theo cách ấy chỉ khác là thợ tạo không xây quá cao và quá đồ sộ chúng tôi đã bỏ xa khu rừng đến nỗi không còn thấy nó nữa dù đã ngoái nhìn lại đằng sau chúng tôi gặp một đoàn âm hồn đang đi dọc theo bờ suối mỗi người trong bọn họ đều nhìn chúng tôi như người ta vẫn làm buổi tối khi gặp nhau dưới trang họ nhìn mắt nhìn chúng tôi như bác thợ mai già chăm chú nhìn mũi kim. Một người có vẻ quen biết đã nhìn tôi như thế. Rồi một người trong số đó đã nhận ra tôi. Ông nắm lấy tà áo tôi và kêu lên tuyệt quá. Còn tôi khi ông đưa tay ra. Tôi đã nhìn chằm chằm vào bộ mặt bị cháy xém nhanh đến nỗi bộ mặt ấy không kịp gì giấu giếm trí nhớ của tôi đã kịp nhận ra và tôi giơ tay về, về phía khuôn mặt đó thầy đây ư thầy brunetto ôi con của ta ông đáp xin chớ phiền lòng nếu brunetto latino dừng lại chốc lát với con mặc cho đoàn âm hồn đi tiếp tôi đáp rất vui lòng hết mức mà con có thể và nếu thầy muốn con sẽ ngồi xuống cạnh thầy con sẽ làm nếu người hướng dẫn con cho phép ôi con ơi ông nói nếu có kẻ nào trong đoàn này chỉ dừng lại một lúc thôi thì sau đó phải ở lại trăm năm và không tránh khỏi không tránh khỏi lửa bị thiêu hành hạ vậy con cứ đi tiếp và ta đi bên cạnh rồi ta sẽ nhập lại vào đoàn của ta đang vừa đi vừa khóc về tội hình vĩnh viễn tôi không dám rẽ qua đường khác để được đi cạnh ông đầu hơi cúi xuống như đi cạnh một người tôn kính ông nói nhờ may mắn hay nhờ số phận mà con tới được đây trước cả ngày cuối của cuộc đời vì dẫn đường con Vị dẫn đường cho con là ai đó vậy? Là ai đó. Trên kia nơi nơi trần giới trong cuộc sống thanh bình, tôi đáp con bị lạc đường trong thung lũng trước khi đạt tuổi chín của cuộc đời. Chỉ mới sáng qua khi con quay lưng lại thì thầy thì thấy vị này xuất hiện dẫn con đi theo những lối này. Ông bảo cứ đi theo ngôi sao chiếu mệnh của con Rồi con sẽ đến bên bờ bên vinh quang Nếu ta dự đoán đúng trong cuộc đời tư đẹp Và nếu như bị Nếu như ta đã không chết sớm Để thấy được trời đã phù hộ con Thì ta cũng đã từng trợ lực cho sự nghiệp của con Nhưng cái dân áp độc và bội bạc này xưa kia từ Bê tràn xuống và đến nay vẫn chiếm giữ núi rừng này ở đây. Họ sẽ là kẻ thù của con vì các hành sự tốt của con cùng hợp với lý tôi vì vì những cây lê chót, cây sung ngọt không thể nào đơm qua cái trái. Một nhân vật xưa nổi tiếng gọi họ là mù tối là một bọn keo kiệt đố kỵ và kiêu ngạo những tật xấu con chớ bị lây truyền số mệnh con dành cho con nhiều vinh dự cả phe này phe kia đều khao khát có được con nhưng ai là cái mỏ con quá xa ngọn ngọn cỏ cứ cho bọn súc sinh um, phi sole cấu xé nhau mà không đụng đụng đến cây nếu cây còn mập được trong chuồng phân của chúng ở đó sẽ sống lại hạt giống thiên của những người la mã còn trụ lại nơi đó ngay khi cái ổ gian manh đến tạo lập tôi nói nếu lời khẳng cầu của con được chấp nhận thì thầy vẫn còn chưa bị trẻ bị bị đặt ra ngoài cuộc sống nhân quần khác sau trong tâm khảm vẫn còn vẫn làm con xúc động hình ảnh cha chú thân thương và nhân hậu của các thầy đã dạy dỗ con trên trần thế giờ qua giờ làm thế nào để thành người bất tử con thích thú biết bao điều đó trong suốt cuộc đời trong lập ngôn của con mọi người đều rõ con cần những điều thầy nói về tương lai cuộc đời con. Con xin ghi nhớ và cả những điều khác con sẽ đem chắc uh, chính một phu nhân. Nếu như được gặp, tuy nhiên con xin bày tỏ với thầy để con để cho lương tâm hoàn toàn thanh thản. Mọi điều số mệnh muốn con xin sẵn sàng. Những tiên đoán đó với con cũng không mới lạ, cứ để thần số mệnh vằn xoay bánh xe của nó. Cũng như người nông dân với chiếc sản của mình, khi đó thầy tôi quay lại phía sau nhìn tôi rồi nói, ai chăm chú lắng nghe thì ác hiểu đúng. Trong lúc đó tôi vẫn đi và trò chuyện với thầy Peronetto và hỏi, những ai nơi đây là bạn đường quan trọng nhất của thầy? Ông trả lời cũng tốt Nếu biết được đôi người Còn với số khác thì im lặng còn hơn Thời già quấy để có thể kể nhiều tên tuổi Chỉ cần biết tất cả bọn họ đều là tăng lữ Học vấn cao và rất có tiếng tâm có thể cái thời đó cái chữ tăng lữ nó cũng chỉ vào những cái người mà nghĩa là ở trong Catholic trong tâm tâm cũng như giống như một những cái người linh mục chẳng hạn đó, thì người ta cũng dùng cái cái chữ đó ừ. học vấn cao và rất có tiếng tâm trên trần thế bị ô danh cùng một một tội Brissian đang đi trong đoàn khốn khổ cùng với Brancesco và Acopso và con sẽ thấy nếu con tò mò muốn biết loài sâu mọt đó, có cả vị tôi tá của các tôi tá được chuyển từ ác no đến bắc ki ô nê tại đây ông ta đã trút hết nguồn tình dục tinh lực ta còn muốn nói nhưng không thể đi tiếp cũng không thể nói dài hơn vì xa hơn đã thấy một làn khói mới bốc lên ta không muốn bị lạc trong đám người sẽ tới ta gửi con cuốn kho báu của ta trong đó ta vẫn sống và ta không mong gì hơn rồi ông quay đi và tôi thấy ông giống một người đang chạy thi trên như cánh đồng verona để đoạt tấm vải xanh và giữa bọn họ ông giống như người thắng chứ không phải là người thua cuộc có những lúc đó, hồi đó tôi có những lúc lâu lắm rồi tôi ở một cái nơi đó tôi một cái buổi hoàng hôn đó, tôi thấy một vài người đó mà tôi thấy một cái là tôi ré la lên mà hồi đó thật sự này nó nó cũng là không phải là mình là trái nít Nhưng là khoảng đó là tôi nên là chưa đầy 30 tuổi như thế này tôi ở trên cái nơi đó và thường thường hà chẳng vặn, tôi thấy một cái người đi trước tôi đang kia đi lại tôi thấy tôi rá lên tôi la lên dữ lắm cái, cái người đó mới đừng 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 la đừng la tôi thấy nó thật sự tôi thấy cái người đó cái mặt nó dài như cái bí đao này, này trời tôi thấy nó rõ ràng tôi khiếp lắm nghĩa là có thể nó mình cũng không có nghĩ trước hay là mình cũng không nghĩ là mình đừng sợ hay là nếu có cái gì thì mình bình tĩnh rồi này Mình không có cái ý thức đó trước Và lúc đó mình vô tình mình đi thôi Nó lúc còn tôi thấy Mà thấy hai ba lần như vậy Nhưng mà tôi thấy gần gần khi người ta lên tiếng hung á, Thì tôi biết tôi thấy là một người nó cũng quen Và tôi đi gần gần Thì tôi biết là cái người đó Nó không lạ gì cả Nhưng mà nó lạ là sao mình thấy xa Mình thấy từ đây Có lẽ là tới vách đó chứ không nhiều Tôi thấy cái mặt nó dài như cái trái bí đau vậy Mà nó ghê lắm Dài xuống tới này mà mình thấy rõ ràng đâu phải mình mình bình tĩnh đâu phải mình mờ mắt hay gì được thấy vậy đó mà không phải một lần mấy lần như vậy đó. nhưng mà tôi thấy chuyện đó tôi cứ nghĩ là cái do con mắt mình nó làm sao đó mà tại sao mình lại không thấy khóc mình không thấy kiểu gì khóc mà mình thấy kiểu đó cho nên tôi cũng hơi hơi nghĩ ngợi. nó lạ vậy đó thành do như vậy có một lúc cái con mắt mình nó sau đó và hoặc là mình thấy một cái sự thật của cái người đó với một cái mình có thể nói là một cái linh hồn và một cái gì đó của người đó mình thấy nó như vậy đó nếu mà người bình thường thấy nó khủng khiếp lắm không phải là mình thấy trong mơ hồ không phải là mình thấy trong chim bao mà mình thấy trong một cái buổi chiều nó tàn nó cũng như hoàng hôn thường thường trong buổi hoàng hôn mình thấy đó tôi thấy nhiều lắm nhưng mà cái tánh tôi cũng hiếu kỳ có hồi tôi thấy nó cũng cũng có một cái gì hay hay và mình biết những điều mình không biết được cho nên có những lúc tôi đi tối tôi sợ ma nhưng mà tôi có nghĩ vậy thật sự đâu có ai thấy ma đâu cũng ít có người thấy hoặc không người thấy nếu mình thấy cũng là một chuyện ai mà mình thấy thì mình có chuyện để mình nói Rồi này kia đó ma quỷ đó tôi nghĩ mà có khi mình người ta muốn thấy cũng không thấy được không phải ai cũng thấy được mà nếu mình thấy là cũng số ít người mình sẽ diễn tả chơi cho nên cái ý tháng vậy tôi nó có thấy cũng được nhưng mà nếu thấy chịu không nổi thì mình chạy đó hồi đó là tôi còn trẻ lắm tôi tôi hay đó cho nên <laughs> nó có những cái thành mình đọc những chuyện ma quỷ như thế này những chuyện linh hồn như thế này tôi nghĩ là có thể nó vừa nên là mình tưởng tượng nó vừa cái này có thật nhưng mà nó cũng có thể vừa sống ở trong một cái địa ngục trần gian những con người đó mình thấy có nó có hai mặt hai hình mà tùy theo con mắt con mắt mình mình thấy như vậy mà có một loại con mắt nào họ thấy sự thật là những người đó giống như ma quỷ hoặc là giống như là thiên thần hoặc là giống như giống như những kẻ đang ở địa ngục thế nào đó. cho nên có những người dù họ chưa đòi địa ngục hay quỷ nhưng mà cái tướng âm của họ nó hiện ra cái tướng nó ghê lắm. nhưng mà cái số ít người thấy cái tướng thật còn bình thường thì mình cũng thấy cái con người đó như vậy thôi nó ghê lắm cho nên con người đó họ chưa chết nhưng mà họ đã là cái, cái hồn ma nó cũng lãng vãng rồi và cái cảnh địa ngục nó cũng lãng vãng rồi cho nên một lần mà cái ông sáu bình dương á ông có còn tay là ông sáu bình dương á, ở phía dưới cái chùa nhất nguyên á, cái chuyện đó thì có cả chục người trong với mình tôi tôi đương niệm phật ở trên chùa nhất nguyên á. lúc đó là cái tổ chức cái khoa niệm phật đầu á. thì nó ông sáu ông sắp chết rồi nó chạy lên từ ở đây mà chạy xuống dưới kia cũng có có cả trên 100 thước hơn trăm mấy thước vậy đó hai năm thước cái, 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 ở trong đó cái, cái, cũng như âm ông đó, ông đó ông tu ông tu mà ông là thầy pháp ông cúng tế ông cắt ông cắt bê các đồ thường lắm ông cắt cổ để ông lấy máu ông, ông cúng người kia tới trường ông chết rồi, đó, rồi mấy đứa nó thấy nó chạy nó kêu cái tôi cũng cũng tách rời cái 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 khóa niệm phật đó tôi chạy xuống mà lúc đó tôi đương cầm cái nhân cầm cái nhân tôi chạy xuống tôi thấy trời cái mặt ông nó to nó tròn nó sao nó tròn tròn giống như một cái dĩa giống như một cái 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 thau mà mà nó lạ lắm nó 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 thấy một cái gì đó cái lữ thì lúc nó le, nó le nó lai tự nhiên chứ không phải la nó la cũng như nó thầm dài đó vậy có cái mặt tôi thấy nó sợ quá mà tôi không có sợ là bởi vì lúc đó tôi niệm phật thì tôi vẫn niệm tôi đứng tôi cầm cái cái nhau tôi niệm chú đại bi tôi nhớ không biết tôi niệm sáu biến hay mười biến mà lúc đó niệm nhanh nhỏ nhỏ, nhỏ, nhỏ nhỏ liên tục thì tôi thấy cái lưỡi đó nó từ 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 nó nó vô nó thuộc vô còn đâu chút xíu cái ông chết ông chết, ông chết thiệt ông ông dừng lại luôn là kêu vọng sáu bình dương ở, ở, ở phía dưới chuyện nhất nguyên đó là chính tôi mới thấy cho nên con người nó chưa thật sự chưa chết hoàn toàn mà nó thành nó thành giống như mà trong, trong, sách trong kinh nó thành như quỷ lưới thì la mặt nó to bành ra nó, nó, giống như cái cái cái, cái thao tròn tròn to bành ra hồi đó nó có vài cái như vậy nó chết vậy là bởi vì khi hỏi kỹ là nó âm nhạc sắc sanh dữ lắm ông làm thầy pháp mà. cúng mà ông cứ giết những con bê con gì sống để ông cúng tế rồi đó. Cho nên do vậy. nhưng mà rồi thời gian rồi nó cũng qua rồi cũng quên rồi tỉnh thoảng mình nhớ lại cho nên mình mục kích những cái chuyện đó nó cũng lạ Mà mình, thì mình cũng thấy là có công hiệu thật khi mình trì chú đại bi đứng mình tri mà lúc đó mình đạp chí tâm lắm không biết sáu biến hay mười biến gì đó tiếp tục tôi để tự nhiên thấy nó thuộc thuộc vô lần cho ừ. nên, nên tất cả chuyện gì nó cũng có mà mình thấy hay không thấy thôi tới cái khúc thứ 16 tầng địa ngục thứ ba cái này là kết thúc cái, cái đoạn này đăng tê trò chuyện với ba âm hồn Pirenza đăng tê là cái, cái, cái người mà viết cuốn này mà có lẽ ổng cũng là cái du địa phủ chắc có thể ông giống như bà bà ba cháu gà đó. ông xuống địa phủ hay sao địa phủ đó, địa phủ bên tây tầng địa ngục bên tây cho nên viết chứ viết của này nó công phu lắm thêm chúng ta đập nó mang thôi nó biết là bao nhiêu này Rồi phía sau này nó có thiên đường nữa không biết ông có lên thiên đường lên cõi trời không địa ngục thứ tám thằng địa ngục thứ tám ngục thứ ba đăng tê trò chuyện với ba âm hồn virsa Tôi đã đi đến chỗ, từ đó có thể nghe thấy tiếng nước chảy xuống vòng ngục tiếp theo, như tiếng rì rầm của tổ âm, Tôi thấy ba bóng đen cùng chạy, tách ra khỏi một đám đâm đang đi. Dưới cơn mưa đọa đầy khóc liệt, một bóng hướng về phía tôi kêu lên. Hãy dừng lại, hỡi người mà cách ăn mặc có vẻ là người của thế giới trần tục. Thân ơi, trên thân thể họ chi chít vết thương mới cũ hàng sau do lửa cháy tôi vẫn cảm thấy đau mỗi khi nhớ lại nghe tiếng kêu nhà bác học của tôi dừng lại quay lại phía tôi và bảo đợi một lát đối với họ con cần tỏ ra lịch sự bởi nếu nơi này không có tia lửa phóng ra thì ta sẽ nói sự vồn vã đúng ra phải từ con chứ không phải từ phía họ Thấy chúng tôi dừng lại, bọn họ là tiếp tục điệp khúc, than vãn. Rồi khi đến cạnh chúng tôi, cả ba quay lại thành vòng tròn, giống như những đồ vật ở trần và xoa đầu. Khi họ tìm cách chọp nhau và thủ lợi thế, trước khi đấu và làm cho nhau bị thương, trong khi đi vòng tròn mỗi người trong bọn họ, đều hướng mắt nhìn về phía tôi thành thử cố luôn ngược lại hướng chân đi một người nói nếu cảnh khổ đau nơi đất luống này khiến anh khinh bỉ chúng tôi cả những lời cầu khẩn cùng bề ngoài trần trụi đang đũa của chúng tôi mong rằng sự nổi tiếng của chúng tôi sẽ làm anh siêu lầm và nói cho chúng tôi biết anh là ai mà dám tự tin đạt những bước chân còn sắm lên địa ngục này. Người này, như anh thấy tôi đang bước theo ông, tuy chẳng áo quần và thi chia xài sực Lại thuộc một dòng giỏi cao sang hơn anh tưởng. Ông là cháu của bà Guido Rada Đức Hạnh, tên là Guido Huy Huyne, Guido Huyza mà trong suốt cuộc đời bằng trí óc và thanh gươm đã lập nhiều kỳ tích. người kia đang theo gót tôi giảm lên bảy cát là Taxialo và Ando Pargi. mà lời của ông trên trần thế hẳn còn ca ngợi, còn tôi cùng với họ lên đàn, lên đàn, lên dàn tra tấn. tôi là Jacopo Buttigiusi và không nghi ngờ gì nữa người đã hại tôi chính là mụ vợ độc ác của tôi nếu như tránh được lửa tôi đã lao vào giữa đám người này và tôi tin rằng nhà bất học của tôi cũng cho phép nhưng như vậy tôi sẽ bị đốt và thui chín. sự sợ hãi và thán ý định thán ý định tốt đẹp khiến tôi chỉ còn ham muốn ôm hôn họ Tôi liền nói không khinh bỉ mà chỉ có sốt thương. Số phận các vị đã khác sâu vào tâm trí tôi. Sau đến mức còn lâu mới phai nhòa. Ngay từ phút đầu khi bệ bậc bề trên của tôi ở đây. Bảo ban vài lời tôi đã hiểu có những nhân vật như các vị sẽ tới gặp tôi. Tôi là người cùng uh, mảnh đất với các vị đó từ lâu đã nghe và nói với lòng kính trọng sự nghiệp và tên tuổi vinh quang của các vị tôi rời bỏ đắng cay và đi tìm quả ngọt mà vị hướng đạo chính trực này đã hướng đã hứa với tôi nhưng trước hết tôi phải xuống tận trung tâm vẫn cái bóng ấy trả lời tôi cầu mong cho anh sống lâu hơn nữa và danh tiếng của anh tỏa mãi mãi sau tỏa tỏa mãi mai sau nhưng hãy nói cho tôi cho chúng tôi biết trong thành phố chúng ta vẫn còn phẩm giá và thanh lịch như xưa hai tất cả nay đã tàn tan biến bởi Tê bốc xô đang đi đằng kia trong đoàn chúng tôi lâu nay vẫn không ngừng than vãn những câu chuyện của ông khiến chúng tôi thắc mát một cư dân mới và những lợi lộc bất ngờ làm nảy sinh tính kiêu ngạo và thoái vô độ ở nơi người hở bia rinh xe và người đã khóc than về điều đó. Thế là tôi kêu lên với vầng trán ngắn cao và cả ba coi đó là câu trả lời. Nhìn lẫn nhau như nhìn một sự thật. Họ nói mỗi lần để làm vui làm người khác đối với anh chẳng mấy khó khăn anh thật hạnh phúc được nói theo ý mình nếu anh thoát khỏi nơi đang tối này, được trở về và thấy lại các vì sao đẹp đẽ, xin anh vui lòng nói với mọi người, tôi đã đến đây. Làm cho những người đang sống nhớ lại chúng tôi, rồi họ phá vòng tròn và bỏ chạy, bằng chân lệ làng như những cánh chim bay, một lời Amen chưa kịp nói. Thì cả ba đã biến mất vội vàng, đúng khi ấy thầy tôi bảo, nên đi tiếp. Tôi theo người và chỉ mấy bước thôi, tiếng nước đã mầm ầm gần đến nỗi Chúng tôi hầu như chẳng nghe được tiếng nhau. Con sông kia theo dòng chảy của nó từ đỉnh Vio, Viso tiến về phía mặt trời mọc. Trên sườn bên trái của giải Ambenito, Ambenito, Nino, đoạn thượng nguồn gọi là Aqua Ta, trước khi tuốt xuống đồng bàn đến Pháp Ly không còn mang tên nó. Âm mầm đằng kia phía tu viện Thánh Benedetto từ núi từ núi An Bê đổ xuống thành thác nơi đó có thể có đến ngàn cái thác. Thế đấy ở dưới một vách đá thẳng đứng chúng tôi thấy một dòng nước Tôi sẵn dân tôi sẵn đan réo chỉ chốc lắm tay đã ù vang quanh mình tôi luôn thác một sợ thần với nó có lúc tôi đã nghĩ dùng để bắt con báo có bộ lông lốm đốm theo lệnh của thầy hướng đạo tôi cởi dây thần ra khỏi lưng cuốn gọn lại và đưa cho người lúc đó người liền quay về bên phải và lánh xa bờ một quãng người quen dây xuống vực thẳm sâu chắc một điều lạ sắp xảy ra tôi ngầm nghĩ thế mà thầy tôi cũng đang nhìn theo dõi chà cẩn thận trọng biết bao cần thận trọng biết bao cạnh những người không chỉ thấy các hành vi mà con mà con nhìn thấu cả tầm tư tâm tư ta nữa lát nữa người nói từ trên câu sẽ tới cái mà ta chờ đợi và ngươi đang nghĩ đến nó sẽ hiện ra tức thì trước mắt ngươi trước một sự thật mà lại như một điều không thật người ta phải giữ mồm đến mức có thể vì dù không có lỗi vẫn phải chịu phần xấu hổ nhưng ở đây tôi không thể lặng im hỡi bạn đọc xin tôi xin thề trên những vần thơ này và mâm cho chúng được lâu dài yêu thích. Rồi tôi thấy trong không khí tối đang dài dặc rơi về phía chúng tôi một bộ mặt thật kỳ lạ khi nhìn thấy ngay với những trái tim sắt đá mà chuyển động như muốn ngoi lên sau khi đã lặn xuống như để gỡ một cái gì vương vào đá hai cái gì dưới đáy biển rồi vương mình lên câu và thu chăn lại uhm trong những cái đoạn mà nó diễn tả này chúng ta thấy gần như là cái cuộc sống nhưng mà nó nó có một cái gì kỳ quặc ma quái giống như cuộc sống bởi vì nó không phải giống như cái địa ngục mà trong kinh địa tạng mà chúng ta thường tụng nó không khủng khiếp đến nước vậy nhưng mà chúng ta thấy thực sự là đáng chán bởi vì toàn cái cảnh này nó chỗ nào nó cũng buồn bã nó cũng héo hon sầu khổ và nó, nói lên những cái lời than vãn rồi ở trong ở trong cảnh giới thì nào là núi xương sông máu nó cũng có diễn tả hoặc là những cái ngọn lửa hoặc là những nhất là những cảnh mà nó có vẻ là cũng giống như cảnh cô hồn nó tâm tối mịt mù và nó sau sau đó nhưng mà đời sống thì thực sự nó có vẻ gần gũi nó diễn tả những cách sống, những cách con người này kia, nhưng mà cái tâm trạng thì thật sự rất là khổ đau, rất là cái buồn tan thương, sầu não và không có bao giờ có một cái nụ cười hay là một lời an vui gì cả. Cho nên chúng ta thấy cái loại địa ngục này thật sự là nó nó cũng cũng có một cái gì đó. Nếu mà chúng ta có một cái sức khỏe tốt, một cái tâm cái hùng mạnh hiếu kỳ thì thật sự mình cũng muốn đi dạo coi như thế đó có lẽ cái gì mà người ta nghĩ ra thì nó cũng có cái sự thật ở trong đó nếu nó không có thì người ta đâu có nghĩ ra được dù ta nghĩ mà nghĩ nghĩ trong cái tưởng tượng mà mình biết không có nhưng mà ngày mai nó sẽ có mà chắc là cái người đó họ cũng đã ở trong cảnh đó rồi và họ thấy như thế đó cũng như hồi xưa ở cái thế kỷ trước mà Kim Dung viết uh, tiểu thuyết kiếm hiệp đó. Có những cái mà như là cái chuyện cắt đầu mà rót hoặc cái này cái kia. các đầu người rót qua chó hay chắc các đầu chó rót qua đầu người. Chúng ta thấy làm sao mà có cái chuyện nó được khó. Nhưng bây giờ người ta vẫn có thể có kỹ thuật. Có những cái cái cái, cái, cái khả năng y thuật người ta làm vậy. Nhưng mà trong cái nhân bản này kia người ta không làm vậy nhưng mà người ta ráp qua cái gì cũng được ta đưa cái này qua cái kia nó, nó vẫn được cũng như là những cách mà chúng ta nhân chủng nhân bản ra những con người trong những cái tế bào nghĩa là ta, ta ta biến đổi ra cho nên sự việc gì nó cũng có thể xảy ra nhưng mà bây giờ trong cái thời hiện đại thì nó xảy ra bằng cái trí cái trí phát minh và nó đưa vào cái, cái 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 cái, tính chất của của cái sự biến đổi vật biến đổi chất trong cái khoa học hay là vật lý hóa học hay là những cái tính chất nghĩa là người ta chế tác ra theo những công thức đó cho nên sau này có những cuốn sách mà những cái robot đó nó có thể làm khổ khống chế lại con người con người nó không qua nổi thật sự cũng từ con người nhưng mà khi những cái cái máy móc khi nó gài đặt vào á, thì tự nhiên nó sẽ biến đổi nó sẽ có một cái sự ứng dụng nó tự động nó phải biết làm sao để trả lời câu đó hoặc là đối đáp còn này kia rồi trong cái cái tính chất máy móc họ quá tinh vi đó nó cũng làm như là nó có một cái sự nghĩ ngợi hoặc nó có một sự tính toán ở trong tính chất cũng như phân tích và biến đổi trong hành động nghĩa là lợi hay hại này kia cho nên một lúc mà con người sẽ không bằng cái máy móc ví dụ ngay bây giờ mà một cái 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 robot nghĩa là tối tăng hiện đại bữa nay đó, thì thật sự nếu mà một người giống như người dân tộc hay là một người chậm tiếng này kia thì cũng không thể đối đáp hơn nó được đó. bởi vì cũng không biết đặt cái câu hỏi như cách nào nhưng mà nó đều có thể trả lời được, đó. bởi vì cái điều đó không phải là lắp y vào cái đó đâu, nó có một cái tính chất tự biến đổi, nghĩa là giống như nó có thể tạo ra cả một cái cái phản ứng về cái cái cái, cái tính chất ý nghĩ, nó tự nghĩ nghĩa là phải phải biết cách sao, bị sai sẻ cách sao để tạo ra một cái câu nói, tạo ra một cái đó, đó. cũng như ví dụ những cái xe mà tự hành rồi đó chúng ta thấy không có người lái nhưng nó biết cách tránh biết cách lạng lách biết cách này kia nó vẫn đi một mình nó thôi bởi vì xe cổ nó không phải là đơn giản bây giờ một người tài xế mà nó lái giỏi có khi mà còn phải phải khó khăn nhưng mà có những xe bây giờ nhiều nước văn minh ở chỗ người ta có những xe tự hành đó là chưa nói những cái, cái, cái máy bay mà nó nó nghĩa là nó không người lái nữa bây giờ máy bay không người lái mà nó đi thả bom hay là nó đánh nó đã xảy ra ở chiến tranh hiện tại ở như chúng ta nghe nói ở Ukraine đó thành cái đời sống có người nó là một cái sự biến hóa cái sự tư duy nó thật sự ở trong đó cái gì mà chúng đã quen thuộc thì chúng ta đã biết rồi còn cái mà chúng ta chưa từng biết mà nó sáng kiến nó thật sự nó có cái tính giống như thần thánh là bởi vì nó nghĩ ra những cái nó kỳ lạ linh động lắm Đó. ví dụ như bây giờ mà mình 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 chết đi rồi á, kêu bằng chừng vài chục năm hay là năm nửa thế kỷ sau mà mình tái sanh trở lại mình thấy cái thế giới này nó có thể nó lạ lùng thay đổi cũng bây giờ như bây giờ mà tôi về quê thì thật sự có khi tôi không biết dĩ nhiên là tôi không biết nhà của ai của ai và những con đường những những làng xóm rồi nó thay đổi gần như là trăm phần trăm cũng cái quê hương đó nhưng mà chúng ta rất khó nhìn cái vị trí của cái nhà của chúng ta và và tất cả sự vật trên đời nó 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 liên lỉ, nó biến đổi, nó không còn có ở đó. Con người cũng không có ở đó, ngay cả hiện tại con người đó cũng không phải là con người đó. đó. Cho nên thế giới này là một thế giới nó chúng ta không thể có một cái sự thật như như chúng ta muốn, cái đó nó không phải có như chúng ta. Khi chúng ta vừa nhìn tới một cái đó thì cái đó nó đã biến đổi rồi. Cũng giống tựa như chúng ta nhìn dòng sông thì dòng sông nó đã đổi khác chúng ta nhìn một ngọn lửa thì ngọn lửa nó đã biến đổi rồi nghĩa là cái độ cháy nó nó biến đổi nhưng mà trong giữa nó đang cháy nó cũng biến đổi nữa ừ. nó lạ lùng như vậy cho nên đức phật của nó là vô thường tức là tất cả đều là chuyển động đều là vô thường gọi là sắp sankaranika nhưng mà cái vô thường đó nó có liên hệ đến đến nhân tình đến cái đời sống của cuộc đời cho nên nó chúng ta sẽ không thể có một cái gì hạnh phúc và nó khổ cho nên gọi là đi khá super sangra đi khá đó hay là một một cái tính chất trống rỗng không có chỗ nương tựa và không có cái mà chúng ta để chỉ thị để nói là cái đó hay là không phải cái đó cho nên cái đó hoàn toàn là anatta là vô ngã à nhưng mà cái tính chất vô ngã đó nó không phải là hoàn toàn dựa vào cái tính chất hiện tượng về vật lý nhưng mà nó là ở trong cái nhận định của chúng ta cái nhìn của chúng ta sai cái tầm nhìn của chúng ta luôn luôn sai còn sự vật thì nó không phải nhất định nó sai nhưng mà cái tầm nhìn của chúng ta sai và tầm nhìn của chúng ta và cái sự vật chúng ta nó luôn luôn nó lệch nhau và chúng ta không có thể theo kịp cái, cái tầm nhìn đó từ một cái chuyển động cho đến một âm thanh ví dụ âm thanh nó cách quản là cái cái tính âm dai nó đã khác rồi vì vì thế trên tất cả mọi cái đều không có thật cũng giống như lửa cháy một ngọn đèn buổi tối buổi khuya buổi sáng thật sự ngọn đèn nó không bao giờ là ngọn đèn xưa đèn cổ cả bởi vì cái lửa thì nó cũng giống vậy nhưng mà cái nó 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 rút cái dầu cái tim tim thì lượng dầu thì tàn gọi là đêm tàn tim lượng như, như là gì đó Hay là đèn tàn cái đi mà mày cái còn cái còn ngẩn ngơ đó cho nên cuộc đời này nếu chúng ta thấy được cái tính chất không thật cái vô thường đó thì thực sự cái lòng của chúng ta tự nhiên nó cũng rụng rời nó cũng không có còn là liếng lưu chặt chẽ gì đâu mà nếu chúng ta biết được cái tính chất khổ đó không phải là nó xảy đến cái, cái khổ gì mà ngay cả cái cái hiện tượng bây giờ chúng ta đang ngồi đang đứng đang đi đang ăn đang ngủ thật sự nó cũng là cái khổ nữa không có một cái gì mà nó không mới khổ bởi vì luôn luôn cơ thể chúng ta luôn luôn nó có một cái gượng vậy nó luôn luôn nó cũng như nó tạo thành một cái chủ thể và một cái gì để cần có thật để cần giữ lại à. thì thế cho nên ngay tất cả mọi cái nó đều ở trong lòng của nó đều đổ nát hết dù tan vỡ, dù là vật hay là tâm cho nên thật sự nó rất là khổ gọi là đi khá là là khổ và trong cái khổ đó thật sự nó trống rỗng nó trống rỗng cả hai chiều cái đó nó không thật mà cái nhìn của chúng ta lại còn không thật nữa sai rồi. cho nên chúng ta đánh giá như thế nào cũng chặt chỉ có chuyện mà chúng ta trở về một cái sự tâm rỗng không sáng suốt, thanh tịnh và không là dễ cả thì chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ hiểu, hiểu hiểu được một cái gì đó. đó. Cho nên sống thì sống, vậy mà cũng không có nên tiêu cực, không có nên sợ hãi gì hết cả. Nhưng mà chúng phải phải hiểu, phải hiểu cái cái đích thật của cuộc sống này nó là một cái vậy đó. Rồi đủ rồi nó cũng vừa phải rồi cái địa ngục này thật sự rẫm rẫm nó rất hay nó có nhiều cái mà chúng ta nội cái mà nếu chúng ta nghe chuyện nghe đọc sách thì nó là những cuốn sách rất hay có những tác phẩm mà nó nó lại vào những cái không có không có cái cái cuốn thứ hai không có cái tác phẩm giống nhau thứ hai cuốn đăng tê này là nó một cuốn chính cuốn chí tông ca là cuốn ra, hay là Uh, cuốn uh, tức là Bhagavita đó, là uh, cuốn Jatatutra uh, Có những loại cuốn sách mà nó không, sẽ không giống gì, không giống bất cứ một cuốn sách nào. Nó không có tương tự với một loại sách nào với một cái tính chất diễn tả nội dung hay là ngôn ngữ văn diện này kia. Uh, ví dụ nói về trí tuệ, thật sự thì người ta rất ít biết và rất rất khó hiểu hoặc là chưa bao giờ đọc cái cuốn là của Nietzsche. Ừ. cho nên tôi hay mò mọc tôi tìm những cuốn sách ừ. mà mình đọc cũng như một bữa nào tôi sẽ bởi vì khi tôi giảng hay nói chuyện với các vị thật sự tôi cũng có muốn học muốn đọc tôi sẽ giảng về kinh Quỳnh Đình, kinh mà, mà chúng ta sẽ luyện khí tu tiên như thế, thế nào và dưỡng chân tập để chúng ta biết hết tất cả những cái luân xa, cái quyệt đạo mà không phải là chúng ta nghe nói và chúng ta biết được cái mạch nhâm, mạch đất, mạch đốc và cái sinh tử quyền quan. À, dù chúng ta có có tu luyện hay không tu luyện nhưng mà chúng ta vẫn biết những cái chủ đạo của kinh lạc và chúng ta cũng có sẽ ảnh hưởng từ cái biết đó, chúng ta cũng có chuyển động được một vài phần. Nào. Cho nên do như vậy bởi vì trong cái 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 trò chơi về về cái gọi là cái văn hóa hay là trí thức đó. Nó mở mang đa dạng đồng điều và cuối cùng nó sẽ phá tan những sự nghi ngờ, những sự u ám. Đó. cũng như tu á, chúng ta tu thiền nhưng mà cũng nên niệm Phật. Mà chúng ta niệm Phật nhưng mà cũng phải lắng nghe. Lắng nghe ở trong cái âm thanh, trong sự phát, phát động và trong cái sự biến đổi của, của dòng âm thanh của A Di Đà Phật đó. Thì thực sự chúng ta sẽ phát minh ra rất nhiều cái điều mà chúng ta chưa biết được. Đó. Rồi thỉnh thoảng chúng ta cũng hãy đọc những cái âm thanh Đà Rani như chú, như các chú cho nên tôi cũng thỉnh thoảng tôi cũng hay tụng chú mà tôi tụng rất là nhiều thật sự tôi tụng cũng có mấy chục thứ chú chứ không một chú từ đại bi thập chú từ có, có cái chú ngũ bộ chú cho đến những cái chú như kim căng thần hay là kêu rằng chú nhiều chú của đức Quang thế âm chú trường thọ này tôi đi đọc hết cho nên chúng ta cũng có có cái phần hiếu kỳ và cũng có một phần thử thách và tu tập nhiều mặt cho nên rốt cuộc rồi chúng ta sống ở trong cái tinh thần cởi mở và kêu bằng vừa tìm kiếm vừa thấy được những cái sự mới lạ cũng như một người đi du lịch qua những non nước xa vời những cái nơi mà chúng ta chưa từng biết và chúng ta có những kinh nghiệm mà cái người mà không không, không đi không không ra khỏi nhà thì không biết được không phải là biết những cái mới mẻ đó nhưng mà chúng ta gặp những cái mới mẻ cái đầu óc chúng ta nó cũng mới mẻ nữa chúng ta biết cái lạ thì cái lạ và cái cái xăng nó nó sẽ thay đổi thay đổi cái cái chỗ cái tầng số mà biết đó và mỗi cái thay đổi như vậy chúng ta thay đổi một lượt nó rất nhiều cái cái dạng từ cái tầm nhìn của chúng ta và cái đối tượng chúng ta và cái sự phát sở chúng ta rồi cái sự nhận xét và cái sự mở mang chúng ta và cái kinh nghiệm đó mà nếu nó đa chiều đa dạng thì chúng ta không còn cố chấp cái nào là nhất cái nào là nhì nữa hay cả và chúng ta nâng đỡ theo cái cũng như cái đi lên của những 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 con trốc, những luồng gió và chúng ta lên trên cái cõi men mông đó là một thật sự một trò chơi một trò chơi trí thức và một trò chơi đó làm cho chúng ta vừa sống vừa khám phá vừa thấy những cái mới lạ ở trong cái nội tâm của mình và thức và trong đó chúng ta biết những cái nơi nào mà chúng ta định vị những cái nơi nào mà nó làm cho chúng ta hạnh phúc tươi mát an vui sâu xa lắm cho nên cái cái nghề đọc sách cái nghề học đó nó vẫn có cái lợi trước khi mà chúng ta đưa vào những cái tính chất khẳng định trong những cái mức cái lần mức của tâm với một cái cái pháp môn tu học hay một cái gì đó cho à. nên tôi sống như vậy và tôi cũng hay đa chiều như thế cho nên ở trong cái kênh của mình đây đó thì tôi cũng mong rằng các bạn nghe hay là các phật tử đừng có than trách là công thầy này ông nhiều chuyện và ông nói lung tung Không phải như vậy đâu Tôi biết hết Và chính trong đó tôi cũng tự cứu lấy cái tâm hồn cô đơn Cái tâm hồn khó khăn Hay là nhiều khi mình có những cái bệnh hoạn nào đó Thì tất cả những cái cái thức thực Nó làm thay đổi Cái thức thực nó đưa đi đến cái xúc thực Và nó tạo thành cái ý thực của mình Được mới mẻ còn cái ăn của mình nó là đoàn thực Ăn là nhai nuốt hay là vật thực này kia Nó nó chỉ bổ dị dưỡng cho cơ thể Và nó cũng làm thêm cho sự mạnh mẽ Nghĩa là đừng có có cái sự run sợ, quảng hốt, thiếu thốn gì, gì đó Ở trong lòng của mình Nhưng mà cái phần này là cái phần căn bản Nhưng mà nó rất là thô Bởi vì con vật nó cũng chỉ biết cái phần đó thôi Thức thực Nhưng mà đến khi chúng ta ý thực á cái ý thực thì cái ý này nó nở ra cũng như nở qua vậy nó rất là biến đổi rồi đến cái thức thực thì giống như là cái màu sắc và nó nó tự nhiên nó tươi mát trong cả một cái vùng nếu mà đó là một cái cành hoa quý rồi đến cái cái chỗ thức thực thì nó tràn lan ra tất cả nó nó sang lẫng qua tất cả những cái cây cối những cái khu rừng vườn những cái nơi của nó sống nó nó trở thành không ở trong chính nó nữa mà cái lực sống nó tràn ra nó cũng giống như cái sự hiểu biết về cái tuệ giác đó. cho nên chúng ta tự nâng cấp mình bằng tình sự học hỏi đa dạng chứ không cố chấp cái nào hết cả cho nên những cái mà mà chúng ta chưa từng biết mà nó lạ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu trừ những cái điều đó nó có một cái gì đó mà chúng ta cảm giác rằng nó nó có tà kiến tức là nó sai, nó sai về chân lý và nó sai ở trong những cái câu nói, câu chuyện và nó làm cho chúng ta bà bị bí, Nên là nó 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 không có lối thoát và nó nó gửi cho chúng ta giống như những cái chùm gởi mà nó 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 quá nguy hiểm, bởi vì chùm gửi nó vừa có những cái lá li ti nhưng mà nó có cái sức cuốn hút những nó làm cho tất cả những lá lớn đó phải rụng đi và nó sanh ra những cái gai ở trong cái cây đó có những loại chùm gửi nó rất độc khi mà nó nó đến cái cây đó mà nếu lâu chúng ta không thay đổi thì nó hoàn toàn nó thay thế cho cái cây đó đó cho nên những cái triết lý hay là những lý thuyết nào mà nếu chúng ta không mở được không hiểu được thì thật sự có khi nó đảo ngược lại nó lại là làm cho chúng ta tâm tối và và ngu mùi hơn cho nên cái điều này trong cái sự chọn lựa chúng ta nó cũng phải có một cái tay nghề vân vững một chút ai đủ rồi